Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Ông Tram tái tuyên bố chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24 giờ. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông hiểu rõ Tổng thống Nga và Ukraine nên có khả năng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24 giờ. Trong cuộc phỏng vấn với chính trị gia Kim người dẫn chương trình, Nigel Farah của kênh truyền hình Anh Gigabyte News, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, một lần nữa khẳng định có thể dễ dàng chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu ông ta trở lại Nhà Trắng. Cựu tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ nhấn mạnh, cuộc xung đột ở Ukraine cần phải chấm dứt và khẳng định 100% là mình sẽ thành công nếu ông chiến thắng ứng viên đảng Dân Chủ là đương kim tổng thống Joe Biden để một lần nữa ngồi vào chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng. Nếu tôi là tổng thống thì xin nói với các bạn là tôi sẽ kết thúc cuộc chiến này trong vòng một ngày, nói chung là phải mất 24 giờ. Tôi biết rõ tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và tôi biết rõ tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump tự tin nói. Theo ông Trump, có thể dễ dàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn và đi đến một hiệp định hòa bình. Rất nhiều thứ trong tình huống này gắn liền với tiền bạc, với viện trợ quân sự mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine và ông sẽ đạt được thỏa thuận giữa Nga với Ukraine trong 24 giờ. Ông Trump kịch liệt chỉ trích đương kim Tổng thống Mỹ. Ông cho rằng, xung đột bùng phát giữa Nga với Ukraine là kết quả từ sự yếu kém của chính quyền Joe Biden. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Biden thiếu tích cực trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng và không đủ hiệu quả trong việc đối đầu với Trung Quốc như những gì mình đã làm được khi ép Bắc Kinh phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Ông Trump cũng nói rằng, vị tổng thống thuộc đảng Dân Chủ tỏ ra thiếu tôn trọng đối với một đồng minh thân thiết là Vương quốc Anh khi quyết định không tham dự lễ đăng quang của vua sát ly ba ngày 6 tháng 5 mà để đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden thay mình tham dự. Cựu nguyên thủ đánh giá cao cơ hội của mình trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 trước nhà lãnh đạo thuộc đảng Dân Chủ mà ông cho rằng yếu kém hơn mình trong việc lèo lái con thuyền nước Mỹ. Ông cho biết có thể cải thiện đáng kể tình hình kinh tế cải thiện quan hệ với cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Iran. Theo ông, trật tự thế giới đang sụp đổ, thậm chí Hoa Kỳ có thể bị tước đi quyền tạo lập tiêu chuẩn trên toàn cầu, bằng đồng đô la Mỹ trên toàn thế giới. Nếu Mỹ mất đi tiêu chuẩn đô la Mỹ thì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc thua trận, mất đi địa vị thống trị toàn cầu. Liên quan đến vấn đề này, kênh truyền hình NBC dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận hôm 23 tháng 4 vừa qua cho biết có tới 68% đảng viên Cộng hòa coi Trump là ứng cử viên xứng đáng duy nhất và cho rằng tất cả các cáo buộc chống lại ông trong thời gian qua đều bị chính trị hóa. Trong khi đó, kết quả một cuộc thăm dò dư luận của hãng Gallup từ ngày 3 đến ngày 25 tháng 4 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ đã giảm xuống mức kỷ lục là 37% so với mức bình quân gần 40% trong suốt hơn một năm rưỡi qua. Giới phân tích cho rằng, cơ hội thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống của ông Donald Trump trước ông Joe Biden là khá cao và nếu điều này xảy ra, Mỹ có thể ngừng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine và ép Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.